Hi, hi, xin chào các bạn. Bây giờ mình đang đi nhà thờ ở bên bên Mỹ nha các bạn. Bên nước Mỹ nhà thờ đi sao mình sẽ quay cho các bạn xem nè. Đây, mỗi buổi chủ nhật hàng tuần á thì mọi người tập trung lại một cái nhà thờ. Thì từ chỗ mình đi là đây khoảng 15 phút. 15 phút tầm khoảng cỡ 3 40 ký 3 30 km đó. Ba khoảng 20 mai đó các bạn. Khoảng 20 mai. Thì xe đậu nè các bạn thấy không? Đó, xe đậu đó. Bây giờ mọi người ở tất cả các bang tới chứ không phải riêng ở chỗ một chỗ khu này nha. Cái nhà thờ ở đây thì mỗi chủ nhật thì làm lễ thì mọi người tập trung ở đây rồi quen biết ở đây hội cộng đồng người Việt, người thì chăn nuôi gà, rồi người thì chăn thì làm ngành neo, rồi làm những ngành trồng trọt rồi đó, tập trung lại đây hết nha các bạn. Có thể giao lưu để giao lưu lại với mọi người, xong rồi làm lễ, làm thánh lễ xong rồi cái ăn tiệc xong rồi không biết còn những cái chương trình gì nữa không biết, để mình quay cho các bạn xem. Đó. Đó. Đây là hội cộng đồng người Việt ở Việt Nam. Thì gom lại những người mà có đạo á thì quy tụ về đây mỗi buổi chủ nhật. Còn Ô Long thì không có đạo nhưng mà cũng có ở Việt Nam thì cũng có đi làm nhà thờ ở từ Măng Đen nè, rồi rồi Đắk Sắc nè, rồi La Vang nè, rồi nói chung là nhiều nơi ở Việt Nam mình cũng đi nhà thờ, mình làm công tác trang trí Noel rồi ngôi sao rồi cho nhà thờ đó. Bây giờ qua đây thì mình cũng có tham gia những cái hoạt động ở đây theo ông anh đó. Thì mọi người đang gặp gỡ chào nhau. Thì ở trong kia đang tập để hát hát lễ. Đó, thì cứ cứ một cái buổi chủ nhật như vậy đó, thì sẽ có thông báo với nhau về cái tin nhắn Messenger đó, rồi mọi người mới biết nhau được. Đó, mới biết nhau được là để mà mình về đây. Thì ở đây có một cái nhân vật là chú Châu. Nhà chú Châu là một người cũng mới vừa qua đây mười mấy năm rồi các bạn, nhưng mà mới vừa được quốc tịch à. Tại vì chú Châu không có đủ cái thời hạn mà để mà về về Việt Nam thường xuyên quá đó, nên không có được quốc tịch. Đó, thì chú Châu là công tác bên xã hội đó, coi như là máy ấm người máy ấm phan sinh, hết là máy ấm gì ta, lên trên mạng bữa hổm chú nói mà quên rồi, máy ấm phan sinh à. Thì chú đang nuôi những người mà giống như là cùi điên rồi không có cha không mẹ, sức mẻ nói chung là bị bệnh tật rồi này kia đó, ở cái máy ấm phan sinh của chú và chú Châu. Để chú Châu đi vô trong rồi. Thì ở Đồng Nai các bạn, nếu mà ở Đồng Nai, bạn nào ở Đồng Nai thì các bạn biết được là có một cái máy ấm ha, máy ấm tình thương, và chú đang xây một cái máy ấm ở Đắk Nông nữa. Là những người mà coi như là vô không có, cứ như là bệnh hoạn, bệnh viện chê, xã hội chê rồi đó, là vô đó chú nuôi hết. Rồi chú tự tay một mình chú làm hết. Thì chú đó đi đâu mất tiêu rồi, chút xíu nữa giới thiệu. Đó, mọi người đang đang đậu xe lại. Thì nếu mà bạn nào ở Đồng Nai thì các bạn biết chú đó ha. Chú đó thì cũng có lên trên YouTube, các bạn search trên YouTube cũng có nữa. Là người ta quay, người ta để trên đó đó. Là hiện nay là khoảng 200 mấy chục người á các bạn, 23 mấy chục người, những người bị ung thư rồi tiểu đường giờ lỡ lét đủ thứ chuyện á, là chú đang cưu mang những người đó. Đang lo chuyện người đó. Và hiện nay là máy ấm phan sinh là đang có khoảng hơn 200 người, 200 mấy chục người đó. Rồi chào các bạn nha. Nhượng Phạm nè, Tuấn Nguyễn Văn Gốc nè, Doan Hoa nè, bữa nay mình livestream hơi bị nhiều hả các bạn ha, Lê Thanh Long nè, Đệ Nguyễn nè, chào các bạn mới vào nha. Không biết cái giờ bạn ở Việt Nam mấy giờ rồi không biết, nhưng mà chắc ở Việt Nam chắc cũng kém hơn bên đây một giờ.
Đó, mọi người đang gặp gỡ chào nhau. Ở đây á, ở đây không phải là quen hết nha các bạn, cũng có người lạ, người quen nha. Giống như mình là mình chưa có quen ai nhiều hết, chỉ có quen một số anh ở đây thôi. Rồi mình xin số điện thoại hết. Bữa hổm thì mình xin số điện thoại là mình chưa có số điện thoại Mỹ. Bây giờ mình có số điện thoại Mỹ rồi thì mình cho. Mấy đứa bé này là toàn là sinh ra ở đây hết nha các bạn. Nó nói tiếng Mỹ mà nó không có nói tiếng Việt nữa. Nói tiếng Việt thì ở về nhà gặp người Việt nó mới nói thôi, chứ còn toàn là giao tiếp bằng tiếng Anh hết. Bữa nay là đông hơn bữa hổm. Bữa hổm mình có quay cho các bạn một đoạn video đó, là ít, bữa nay quy tụ nhiều hơn. Nè các bạn coi cảnh quan của bên trong nhà thờ ha. Đây, bữa nay mình có cái sim đi ra ngoài đường quay livestream trực tiếp cho các bạn xem được luôn đó. Đó, bữa nay là coi như là quá trời quý quá luôn. Mình quay phim được cho các bạn xem luôn đó, là những cái cảnh ở Việt Nam. Ủa, ở Mỹ như thế nào? Rồi Trần Văn Ly, rồi chào anh Ly nha. Rồi 10 giờ tối luôn đó hả? Ồ. À. Nha. Đó mấy anh đang bàn tán làm ăn rồi này kia, gặp gỡ giao lưu rồi. Đây nhìn đó, anh đó là anh Huy à, anh Huy dạ vô ha, ok thôi vô.